Wonder Woman giải cứu chim cánh cụt binh nhì. Ầm, ầm, ầm. Những âm thanh dữ dội vang lên. Chuyện gì mà mọi người hoảng hốt dữ vậy nè? Ồ, thì ra là các nhà khoa học của Việt Nam đã phát hiện ra một thiên thạch khổng lồ từ sao Hỏa sắp rơi xuống trái đất. Và nếu như mà không ngăn chặn kịp thời, vật thể sẽ nổ tung và tạo thành những cơn gió nóng khiến cho mọi người vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi các nhà khoa học đang lo lắng, thì bất ngờ Wonder Woman xuất hiện. Cô nói to rằng, mọi người ơi, đừng sợ, đã có Wonder Woman ở đây. Ta sẽ bay lên trời cao, xuyên qua tầng khí quyển và dùng sức mạnh của mình để phá vỡ mảnh thiên thạch ấy. Các nhà khoa học ngạc nhiên hỏi rằng, thật sao? Cô hãy cẩn thận nha, thiên thạch này rất là nóng đó, không cẩn thận sẽ bị bỏng đó nha. Quân đầu của mình trả lời rằng, tôi biết rồi, tôi đi đây, mọi người yên tâm. Nói xong, quân đội của mình liền sử dụng đôi vòng tay quyền năng của mình, cọ sát chúng vào nhau rồi bay thẳng lên trời cao. Trước khi tiếp tục câu chuyện, các bé có biết quân đội của mình là ai không nè? Quân đội của mình là một cô gái xinh đẹp, có thân hình khỏe khoắn và năng động, tóc nàng dài bông bềnh, trên đầu có vương miện hình ngôi sao và áo quay màu đỏ vàng, cùng chiếc quần in hình lá cờ nước Mỹ trông rất là mạnh mẽ. Khi phát ra sức mạnh, làn da trắng hồng của quân đội của mình sẽ lấp lánh như những vì sao, trông rất là xinh đẹp và rạng rỡ. Bật mí với các bạn nhỏ là chỉ có những công chúa của đất nước Amazon xa xôi mới có khả năng này thôi nha. Và cô bạn của chúng ta là một trong những công chúa tài giỏi nhất đó. Nàng không chỉ giỏi văn, giỏi toán mà còn có thể nói trôi chảy hàng trăm ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới luôn. Thật là đáng khâm phục đúng không các bé? Và Wonder Woman có thể bay được chính là nhờ ngôi sao màu đỏ được gắn trên vương miện của cô ấy đấy. Đây là ngôi sao mà công chúa xứ Amazon đã tìm kiếm rất lâu đó nha. Từ những ngọn núi cao sừng sững ở vùng cực Bắc nè, sau đó là vô số đại dương sâu thăm thẳm, rồi tới vùng sa mạc khô cằn. Và đây, bão tố nhất thế giới mới tìm thấy được một ngôi sao ấy. Lúc này, nữ anh hùng đang đối mặt với quả cầu lửa đang chuẩn bị rớt xuống trái đất. Cô liền dùng hai tay chụp lấy thiên thạch khổng lồ và nó từ từ giảm tốc độ và đứng sững lại vì sức mạnh siêu nhiên của cô nàng. Bằng siêu năng lực của mình, quân đầu của mình đã làm vỡ tan thiên thạch khổng lồ thành 2000 mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này khi rơi xuống trái đất và trở thành một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp luôn. Do bất cẩn, quân đầu của mình đã bỏ sót một mảnh lớp thiên thạch. Mảnh vỡ này rớt xuống trái đất, rồi vô tình rơi xuống Nam Cực tạo thành một cái hố to khủng khiếp. À, mà các bé có biết ở Nam Cực là gì không? Đó là một vùng đất lạnh lẽo, lạnh tới nỗi chẳng có người sinh sống và mặt trời cũng không có đủ sức chiếu soi lên vạn vật tại đây. Thế nhưng nơi này lại là vương quốc của loài chim cánh cụt. Loài chim béo ú với lớp lông dày ấm áp, không biết bay nhưng mà lại bơi rất là giỏi. Và chim cánh cụt rất là thân thiện và đoàn kết. Khi trời lạnh quá thì chúng sẽ quay quần lại với nhau, cùng nhau sưởi ấm và kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích rất là đáng yêu. Cứ thế ngày qua ngày, các bạn chim này sống rất là bình an và dường như là chẳng gặp bất kỳ khó khăn gì cả. Tuy nhiên, nếu như mà mảnh thiên thạch ấy cứ nằm mãi ở Nam Cực mà không được ai phát hiện và tiêu hủy thì với sức nóng ngang ngửa mặt trời, nó sẽ làm tan chảy cả vùng đất này mất. Chính vì vậy, quân đầu của mình đã bay thật nhanh tới Nam Cực, truy tìm dấu vết mảnh vỡ ấy, nhưng mà cô nàng tìm hoài mà không thể nào tìm ra được vì những cơn bão tuyết dữ dội sẵn sàng thổi bay cả chú voi to lớn, che hết tầm nhìn của nữ siêu anh hùng này. Hey, nhìn cô bạn cứ mất phương hướng thiệt là tội nghiệp quá đi. Ấy vậy mà còn có một sinh vật còn đáng thương hơn cả quân đời của mình luôn đó, chính là chim cánh cụt binh nhì. Sáng hôm nay, chú chim trong lòng vui mừng vì trời rất đẹp. Còn nhảy múa tung tăng, hát ca cùng với gió và mây và bụng thì kêu ọt ọt. Binh nhì thầm mơ về nồi canh chua thật là nhiều cá mà cậu sẽ được ăn vào tối nay. Vậy mà cơn bão tuyết đáng ghét đã cuốn cánh cụt bay xa ơi là xa luôn, rơi tõm xuống cái hố khổng lồ do thiên thạch tạo ra rồi. Hù, hù, có ai cứu tôi không? Tôi sợ lắm, có ai cứu tôi không? Nói về chim cánh cụt binh nhì thì cậu có một bộ lông màu trắng pha đen, thân hình thì mập mạp và gương mặt có hơi ngây ngô. Tích tắc, tích
tắc, thời gian trôi qua dần dần, trời cũng đã sắp ngã về chiều. Chim kinh cục tội nghiệp cứ kêu thảm thiết mà chẳng có ai nghe thấy cả. Có ai cứu tôi không? Tôi đói quá, tôi muốn về nhà ăn cơm với gia đình. Bình Nhị ngước mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt cậu cứ buồn bã. Cậu dùng hết sức rướn người để nhảy ra khỏi chiếc hố, nhưng mà vì chân quá ngắn đi nên điều đó là không thể rồi. Cậu cứ leo lên lại té bịch xuống đất. Cánh cục xoa xoa cặp mông sưng dù vì ngã đau, gương mặt long lanh như là sắp khóc vậy đó. Quân đội của mình đang mò mẫm trong cơn bão tuyết. Cô nhìn mông lung bốn phương tám hướng, lòng rối bời vì sự lo lắng cho sự an toàn của Nam Cực. Quân đời của mình nói rằng: hả? Phải làm sao thì mới có thể tìm ra mảnh vỡ đây? Mấy đình dị của mình cũng không thể nào tìm được nó trong thời tiết mù mịt như thế này được nữa. Hey, không lẽ mình bay về trung tâm nghiên cứu và nhờ các nhà khoa học tìm giúp mình đây? Đúng rồi, cái cách này có vẻ ổn hơn nhỉ? Nói xong, quân đội của mình thở dài. Cô thất vọng quay lưng bỏ đi. Đột nhiên, có tiếng ai đó thấp thoáng trong gió vang lên: cứu tôi với, có ai cứu tôi thoát khỏi cái hố đáng sợ này không? Tôi sợ lắm, có ai cứu tôi không? Ngay lập tức, quân đội của mình dừng lại. Cô tìm kiếm xung quanh và tập trung lắng nghe. Ai? Ai đang cầu cứu đó? Tôi là quân đội của mình đây. Tôi là chim cánh cục bên nhì. Tôi bị rơi xuống hố sâu, không có leo lên được. Ôi trời ơi, không lẽ do mảnh vỡ thiên thạch gây ra sao? Được rồi, tôi sẽ cứu bạn ngay. Nhưng mà làm sao để tôi tìm thấy bạn? Bão tuyết thì mù mịt khắp nơi. À, hay là bạn hát lên đi. Hát lên đi bên nhì, hát một bài thật là hay để tôi có thể tìm thấy bạn. Ở dưới hố sâu, chim kích cục đáng thương nghe được những gì của mình gợi ý. Chú đắn đo suy nghĩ. Bình Nhì nói rằng: hát hả? Hát cái gì bây giờ? Mình hát dở lắm luôn á, xấu hổ lắm. Nhưng mà nếu không hát thì quân đồ của mình sẽ không tìm thấy mình đâu. Thôi được rồi, phải hát thôi, đành chấp nhận vậy. Bình minh lên có con chim non, hòa tiếng hát veo vòn, hòa tiếng hát veo vòn, giọng hát vui say sưa. Phía xa xa, trên bầu trời đầy gió, quân đời của mình đã đi theo tiếng hát của Bình Nhì. Cô nàng mỉm cười vì chất giọng run rẩy của cậu, nhưng mà trong giọng hát có một sự dũng cảm đầy nghị lực và đầy hy vọng. Điều đó đã làm cho nữ sinh hùng vui sướng. Cô cũng cất cao giọng hát: này chim ơi hát lên cho vang, lời thân ai thiết tha, dồn vang tới chốn xa, càng mến yêu quê nhà. Ngay những âm thanh của cô vang lên, một vầng hào quang chói lọi hiện ra, soi sáng cả bầu trời xám xịt. Và kỳ diệu thay, trời đã ngưng bão. Từng cơn gió dịu nhẹ như là chỉ đường cho quân đội của mình đi tới gần chiếc hố hơn. Và tiếng ca của Bình Nhì cũng đang dần dần rõ ràng hơn. Tận đáy hố, chim kết cục cũng dũng cảm, tiếp tục nhắm mắt và hát say sưa để xua tan nỗi sợ hãi. Và rồi cậu cảm thấy là cả cơ thể như nhẹ bỗng đi. Bình Nhì mở mắt ra và cậu thốt lên đầy kinh ngạc: quân đội của mình, bạn tới rồi. Tôi đây. Nhờ có lòng dũng cảm của bạn mà tôi đã có mặt. Cùng nhau thoát ra khỏi nơi này nào. Nói rồi, quân đời của mình nắm chặt tay cánh cục. Nữ sĩ anh hùng nhấc bổng chú chim cánh cục bay thẳng ra khỏi miệng hố. Bình Nhì vui mừng reo lên: Hoan hô, tôi thoát rồi. Cảm ơn quân đội của mình nha. Không có gì đâu. Bây giờ mình sẽ lắp miệng hố này lại để không còn ai bị rơi xuống đây nữa. Nói xong, cô dùng năng lượng siêu nhiên từ ngôi sao đỏ sang bằng chiếc hố to kinh hoàng kia và mang cánh cục Bình Nhì trở về nhà an toàn. Về với tổ ấm của mình, cả gia đình chim cánh cục đã trả ơn quân đội của mình bằng cách nhảy một bài hát rất là vui vẻ, và từ đó họ đã trở thành những người bạn thân về sau. Các bé ơi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu như mà các bé muốn lắng nghe những câu chuyện thật là hay thì hãy đón xem Siêu Nhân Bút Chì tập tiếp theo trên kênh Bob's Kids nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.